Kinh đài Đại phương Quảng Phật Quan Nghiêm phẩm thế chủ Diệu Nghiêm thứ nhất tập 51 à tình không pháp sư chuyển ngữ minh tiến biên tập nguyên anh thời gian ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám địa điểm phật giáo cư sĩ lâm singapore xin mời quý vị mở kinh văn Trang 28 Chúng ta sẽ bắt đầu xem từ dòng thứ nhất Kinh văn nói rằng Lại có vô số các vị chủ quả thần Như là Phổ quan diệm tạng chủ quả thần Phổ tập quan tràng chủ quả thần Vị thứ ba là đại quang phổ chiếu chủ quả thần nói đại quang hay hào quang chiếu sáng lớn lao là hình dung trí tuệ sẵn có trong bản tính mỗi chúng ta riêng trí bát nhã này của tự tánh mới có khả năng soi chiếu rộng khắp cùng hư không pháp giới tác dụng chiếu soi ấy đã làm sinh khởi mối tương quan cảm ứng giao hòa trong đạo thể cho nên chúng sinh ba đời trong mười phương khi khởi tâm động niệm tạo tác hành vi đều không ra ngoài hào quang soi chiếu của chư phật không chỉ tâm niệm chúng sinh hiện tại mà cho đến trong vô số kiếp trước đây mỗi niềm nhỏ nhặt tinh tế của chúng ta đều nằm trong ánh hào quang bát nhã ấy chư phật đều biết rõ Phạm phu chúng ta nghe qua lời ấy đọc câu chữ ấy thì cho là hết sức hy hữu kỳ lạ không thể suy lược nhưng thực tế thì mười phương ba đời đều cùng một tánh thể không có trước sau không có rộng hẹp không có sâu cạn nếu từ sự soi chiếu sáng suốt của tự tánh bát nhã mà quán chiếu mọi hiện tượng thì đều là cảnh giới chân thật nhất như như trong kinh văn đại thừa đã giảng rõ nhân vì các vị chủ quả thần này có năng lực công đức lớn lao nên cùng chúng sinh khởi lên mối tương quan tác dụng trong sự cảm ứng giao hòa các vị chủ quả thần là tượng trưng cho sự hỗ trợ cứu giúp chúng sinh phá trừ mê chứng khai mở giác ngộ cửa ải mê chứng đã phá tung rồi thì nghiệp chướng phiền não tập khí xấu ác mới đoạn trừ đạt được giác ngộ giác ngộ rồi mới đạt đến an vui chân thật khi chúng sinh chưa dứt trừ hết phiền não tập khí xấu ác thì cùng với chư phật không thể khởi sinh mối tương quan cảm ứng nay tôi xin đem ý nghĩa đó nói rõ với quý vị rằng tâm thức của chúng ta hiện nay đối với cảnh giới chứng ngộ của như lai thật không tương ưng trong kinh điển đại thừa có dạy rằng mỗi một niệm lành nhỏ nhặt của chúng sinh cũng đều cảm động đến chư Phật Bồ Tát Nói một niệm chỉ là thời gian rất ngắn Chỉ một sát na Nghĩa là hết sức ngắn ngủi Nói việc là nhỏ nhặt Là một ý niệm hiền thiện hết sức tinh di tế nhị Vậy hãy thử hình dung một điểm nhỏ nhặt di tế như thế Nhỏ như thế Liệu mỗi chúng ta có được hay chăng? Có thể nói Tất cả chúng sinh đều có được cả Vậy sao chúng ta Lại không thể cảm động chư Phật Bồ Tát hiển hiện tại đây? Đó thật sự không phải lời Phật dạy có sai lầm mà đều do chúng ta hiểu sai về ý nghĩa của một niệm lành di tế Thực tế mà nói Một chúng sinh như ta Đến chúng sinh đang ở trong địa ngục Đều có đầy đủ căn lành phước đức như nhau Huống chi là chỉ một niệm lành nhỏ nhặt Vậy tại sao chúng sinh vẫn chìm vào ba đường ác Đó là gì Tuy sẵn có căn lành phước đức Như kinh văn cũng từng dạy rằng Chúng sinh dù sẵn có trí tuệ Đức tướng giống như chư Phật Chỉ do vọng tượng chấp trước Nên không thể hiển lộ rõ ràng nếu dừng mọi dụng niệm Dứt trừ nghiệp chứng Thì đạo lý giác ngộ Ngay nơi ấy hiển bày Do đó kinh văn ở trên nói Niệm hiền thiện trong hiện tại Không chút che chứng Hoặc chứng như có che chứng Cũng chỉ là mỏng manh yếu ớt Dưới như dự án mây nhẹ trôi giữa trời xanh Làn gió thổi qua cũng có thể tan biến Được như vậy thì cảm động được Chư Phật Bồ Tát hiện hiện tại đây Lại nữa, vì sao đối đến một niệm hiền thiện Chính là sự chiếu soi sáng suốt của tánh đức ví như Đức Phật thích ca mâu ni gần ba ngàn năm trước đã đảng sinh nơi thế gian này như thế nào? Vì thế gian này có sự hiện hữu của một niệm hiền thiện. Nên cảm ứng được Đức Phật hiện thân ứng quá Vì chúng sinh nơi này có thể dùng thân Phật để quá độ Nên Ngài thị hiện thân Phật để quá độ chúng sinh Tuy thị hiện thân Phật nhưng ví dư như người có căn lành mà không nhận biết được Phật Thì cũng theo Phật xin nghe giáo Pháp Cuối cùng cũng không thể học làm theo Phật Nên biết rằng đã khởi sinh một niệm hiền thiện Phật hiện thân ứng quá Thì lúc ấy sẽ có chư Phật Bồ Tát quá hiện đến Để hỗ trợ giúp đỡ cho những chúng sinh có căn lành phước đức thuần thục Kinh giảng rằng Chư thần lúc ban sơ đạt được thần lực Sinh lên năm cõi trời bất hoàng Cũng gọi là ngũ tình cư thiên Chư thiên ở các cõi trời tình cư Là những người tu hành đắc thánh quả Mặt các kinh luận cũng nói rằng Những gì chứng đắc ba thánh quả đó Đều là thánh nhân đắc ba thánh quả tiểu thừa các vị ấy đều quán sát thấy biết đức phật đã ứng thân quá hiện nơi thế gian này Nhưng chúng sinh ở thế gian không biết thưa thỉnh phật thuyết pháp liền hiện thân đến thay cho chúng sinh ở thế gian này mà thưa thỉnh không chỉ là như thế trong đạo phật thường nghe rằng một vị phật ra đời có ngàn vị phật đều ủng hộ Vô số chư Phật như Lai có thể thị hiện thành ngoại đạo Quốc dương đại thần trưởng giả cư sĩ Cho đến thị hiện thành đồng nam đồng nữ Bộ hình tướng như vậy Đều đã từng thị hiện Đều có tác dụng giáo hóa Thường nghe Ở thế gian Có những bậc trí tuệ sâu rộng Học vấn quảng bác Nhiều người đức độ Năng lực Thầy đều tìm đến quý y Phật Kề cận bên Phật Làm đệ tử Phật Tạo ra chuyển biến xã hội đều từ một niệm hiền thiện của chúng sinh thành thục cảm ứng được phật quá hiện đến niệm hiền thiện di tế như thế không phải là điều mà chúng ta hình dung thấu suốt hết được Phật Pháp có kinh vô lượng thọ Vì xét điên đề kinh vô lượng thọ Đã nêu lên rõ ràng Với chúng ta về cứng lĩnh của người tu tập là Thanh tịnh, bình đẳng và giác ngộ tuy nêu ra ba điều ấy nhưng phải hiểu tuy ba mà một tuy một mà ba hơn nữa cũng có thứ lớp thứ lớp sinh khởi như thế nào từ nơi tâm thanh tịnh mà sinh khởi đó là giới căn tánh trung bình hoặc thấp kém mà nói nếu căn tánh cao tộc ắt có thể từ ngay nơi tánh giác mà hạ thủ công phu cho nên trong ba cửa thanh tịnh bình đẳng và giác ngộ bậc căn tánh cao tột có thể từ nơi cửa giác ngộ mà bước thẳng vào phật giáo trung hoa có thiền tông tánh tông các tông phái ấy đều từ nơi cửa giác ngộ mà vào giáo tông thì có các tông phái từ nơi chánh môn, định môn Tức là theo giới gia đình mà bắt đầu vào đạo Định độ tông từ cửa thanh tịnh mà vào Nghĩa là từ nơi tâm thanh tịnh mà khởi sự tu tập Do đó và biết rằng đi giác ngộ chân chánh và thanh tịnh là đi ngược lại với cương lĩnh thanh tịnh bình đẳng và giác ngộ. Như thế, dù sẵn có căn lành phước đức trong hiện tại, cũng không có phương tiện để làm khởi sinh tác dụng cảm ứng giao hòa với chư Phật Bồ Tát. Đó là một đạo lý mà chúng ta không thể không rõ biết. đó là căn bản nhập môn của phật pháp đại thừa bất luận đối với giải môn hoặc hành môn nếu không dùng nhận thức chân thật để cầu học thì chẳng có cửa nào để vào đạo cả Đó là ý nghĩa công dụng khởi sinh của Đại quan Phổ Chiếu Nay chúng ta lại xem tiếp đến danh hiệu của vị thứ tư Danh hiệu của vị này là Chúng Diệu Cung Điện Chủ Quả Thần Nói cung điện là biểu thị cho từ bi Cho sự che chở nuôi dưỡng trước đã từng giảng rõ với quý vị rồi nói chung là số đông nói số đông là nơi sự tướng mà nói sự tướng vô lượng vô biên nhưng dù cảnh giới nào thì cũng đều từ nơi thức tánh của chúng sinh biến hiện mà có theo như kinh đại thừa có nói khái quát thì khắp mười pháp giới đều y theo pháp chân chánh mà trang nghiêm đó là giảng về ý nghĩa số nhiều Không chỉ có sự vật hình tướng là nhiều Mà thuyết lý tương ứng cũng nhiều Có sự ác có lý tương ứng Lý nương theo sự Nên cả hai đều vô cùng phức tạp mỗi một vị phật ra đời giáo hóa trong một đại thiên thế giới chúng ta thường nói ba ngàn đại thiên thế giới nhưng thật ra chỉ là một đại thiên thế giới mà thôi cũng gọi là một cõi phật nay xem kinh văn có vô lượng vô biên các đức phật như lai hay khác thì các cõi phật hay đại thiên thế giới cũng phải là vô lượng vô biên mỗi cõi phật đều có đủ mười pháp giới Nên mười pháp giới càng nhiều hơn nữa Không thể dùng con số mà biểu đạt hết được Rất nhiều Lại nói chữ diệu Hay là màu nhiệm Nghĩa rất sâu xa Trên bát nhã nói rằng Tính tướng đồng như ừ. nhau lý, lý sự vốn ừ. chẳng phân hai như thế gọi là bầu nhịp vậy ai có thể thấy biết được như vậy chính là bậc giác ngộ mới thấy biết được như vậy thật hết sức bầu nhịp như các vị thấy biết được những gì đó là thấy được cội nguồn xưa nay sự tướng cũng chính là tánh thể Tánh thể chính là sự tướng Sự ấy là lý Mà lý chính là sự Vậy tánh thể vốn đã thanh tịnh Có lẽ nào sự tướng lại không thanh tịnh Lý vốn rỗng không gián lặng Có lẽ nào sự tướng lại chẳng rỗng không gián lặng do đó biết rằng bản thể của mọi hiện tượng của các pháp đều là rỗng không vắng lặng đạo lý là như vậy nhưng sao chúng ta ngày nay vẫn biết mọi thứ đều chẳng thấy đó là không thế là gì sao xin nói rõ cùng quý vị đó là do thức tình mê muội nên chẳng thấy được bản thể là không trừ ra một điểm ấy thì phạm phu chúng ta so với cảnh giới của chư phật như lai đâu có gì khác biệt hoàn toàn không có khác biệt trong kinh nói tuổi thọ của chư phật như lai là vô lượng vì chúng ta hiện nay có chúng sinh nào lại không có tuổi thọ vô lượng tôi nói như vậy hẳn là quý vị không thể nào tin được rõ ràng trước mắt nhìn thấy sát thân này chỉ mấy mươi năm đã đến lúc chết thế thì tuổi thọ vô lượng thế nào được đó là không xét cho thật rõ không nhận biết được rằng sát thân này vốn chỉ là giả dối thân này vốn thật chẳng phải là ta Này hãy lấy một ví dụ Để so sánh làm rõ Sát thương này chẳng khác gì y phục phát lên trên người Mỗi chúng ta đều như pháp thân thân tịnh Y phục mỗi ngày đều thay đổi Không thể cho rằng Những y phục ấy thọ mạng ngắn ngủi Không phải vậy Chúng ta ở trong mười pháp giới Xả bỏ thân này Thọ nhận sát thân khác Đều giống như thay đổi y phục mà thôi Nhưng thân ấy không phải là ta Không phải là bản ngã chân thật Cái chân thật có tuổi thọ vô lượng Quý vị biết rằng chư Phật Như Lai có tuổi thọ vô lượng thì chúng ta đây há lại không có tuổi thọ vô lượng hay sao so với chư phật ta có khác biệt ở điểm nào khác biệt ở chư phật như lai sử dụng trí tuệ sáng suốt còn chúng ta thì để cho tình thức sai sử hư hỏng xấu ác luôn để cho cảm giác mê muội làm chủ Theo Phật Pháp mà nói Thì chư Phật như Lai vận dụng được bốn trí bộ đề Còn chúng ta thì bị xoay chuyển trong tám thức Năm mươi tâm sở Sai biệt là ở đó Ngoài ra không còn có sai biệt nào khác Cho nên gọi là hết sức mạo nhiệm Như quý vị giữ lòng chân chánh minh bạch đạt được giác ngộ Khế nhập cảnh giới chư Phật thì tâm thức của quý vị làm sao có thể không thanh tịnh Tâm thanh tịnh Ở đời cảnh chúng sinh Thì cảnh giới chúng sinh là thanh tịnh không thể nhiễm ô Thiền Tông do nơi ý này mà có câu rằng Thông dông chơi giữa buông qua Dù một phiến lá cũng không chạm vào Ý nghĩa như thế Gọi là sự dị màu của mọi pháp môn Mới thật là từ bi chân chánh Đạo Phật cho rằng Từ bi là gốc Phương tiện là cửa vào theo như hai câu ấy Thì chính là đạt đến ý nghĩa của Chúng Diệu Cung Điện Thế nhưng trong Đạo Phật cũng nghe rằng vào từ bi mang tay quả Nhiều phương tiện phải suy đổi Mà nói như vậy cũng đúng Vậy thế nào là vào từ bi mang tay quả Nhiều phương tiện phải suy đổi Đó là nói lòng từ bi mà dựa trên những vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì phương tiện ác phải hư hoại suy đồi. Nếu tâm từ bi tương ưng với sự giác ngộ Chân chánh thanh tịnh Từ bi tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác ngộ Thì đó mới thật là căn bản Mới đúng thật từ bi là gốc Phương tiện là cửa vào vì thế phải xem sự tu tập tương ưng với những gì nếu tương ưng với chư phật bồ tát thì đó đúng là phật pháp đích thật là lối vào pháp phật nếu tương ưng với phiền não thì đó là sai lầm rốt lại sẽ tạo thành vô số tội nghiệp Đó chính là chỗ sinh ra khác biệt giữa chư Phật với chúng sinh Giữa Phạm với Thánh Cho nên việc tu tập trong Phật Pháp Bất luận Pháp môn nào Là tông phái nào Dù đại thừa cũng tốt, tiểu thừa cũng tốt Dù theo hiện giáo, mật giáo Tất cả tông phái Đều có cùng một nguyên tắc chung Một nguyên tắc vĩnh viễn không thay đổi Đó là giới định tuệ Đó là giác ngộ, chân chánh, thanh tịnh Là những điều không thể thay đổi Tương ưng với những điều này là Phật Pháp Trong tương ưng với những điều này là tà Pháp Là Pháp của ma Phật dạy như thế Ma cũng nói như thế Vậy phân biệt thế nào là ma Là sự công dạy khuất tất Chính thân tâm của quý vị Nhận lấy sự công dạy khuất tất Tâm công an ổn Thân công an ổn Cũng vì thân công dạy khuất tất nếu tự ứng với giác ngộ chân chánh thanh tịnh thì sẽ được thân tâm an ổn đó là điều người học phật chúng ta phải nhận thức rõ ràng thì sự tu học Phật Pháp mới có thể đạt được lợi ích chân thật Lợi ích chân thật không phải là sự thăng quan phát tài không phải hưởng thụ năm món dục sáu trần cảnh thật không phải vậy mà chính là đạt được tâm địa thanh tịnh trí tuệ tăng trưởng Đối với dân vật, sự việc, ngoại duyên trần cảnh Đều nhận hiểu rõ ràng, minh bạch Đó gọi là lợi ích chân thật Sáng suốt được như thế rồi Sao mới có thể thấu tiệt việc tu nhân chứng quả Con đường tu tập tự nhiên sáng tỏ rõ ràng Đó mới chính là ngay trong đời này Được đi vào Phật Pháp Đạt công đức thù thắng Người học Phật không thể không rõ biết Bây giờ nói đến danh hiệu của vị thứ năm Là vô tận quan kế chủ quả thần Nói vô tận là hàm ý không thể đo lường có nghĩa là không có chỗ dừng lại nói quan là chỉ cho trí tuệ sẵn có trong tự tánh của chúng sinh quả thật là chân chánh vô tận không chỉ có trí tuệ là vô tận Đức hạnh năng lực Sắc tướng cũng là vô tận Các vị này có thể ở trong mười pháp giới Mà tùy loại hiện thân Sắc tướng vô tận Có năng lực thi hiện nên đức hạnh năng lực vô tận Lại có năng lực tùy cơ thuyết pháp Hiển bài ánh sáng trí tuệ vô tận Cứ giúp hỗ trợ cho chúng sinh Đều khai mở phát lộ được trí tuệ, đức hạnh, năng lực Trong tự tánh của mình chúng sinh Tha được chứng quả là. thành phật chứ phật bồ tát không lấy đó làm công lao là ý nghĩa thế nào vì mọi sự thành tựu của chúng sinh đều do nơi tự tánh sẵn đủ không phải do nơi bên ngoài không phải do phật bồ tát mang đến sự giác ngộ cho chúng sinh phật bồ tát cứu độ giúp đỡ chúng sinh đạt được giác ngộ không phải có được từ bên ngoài mà tự tánh chúng sinh vốn sẵn có đủ hiện nay nhìn thấy chúng sinh chịu nhiều khổ não phiền não của chúng sinh Tận không cùng tận điều đó cũng không sai khổ não của chúng sinh không cùng tận vì đâu vì mê lầm nên đem trí tuệ đức hạnh năng lực vô tận Mà biến thành phiền não khổ nạn Một khi đạt đến giác ngộ liền mang phiền não khổ nạn vô tận ấy Mà chuyển hóa thành đức tướng trí tuệ Làm cho chuyển biến Cho nên người học Phật Theo giáo pháp Đại Thừa phải thấu hiểu về sự chuyển biến lớn lao như thế Do đâu mà khởi sự chuyển biến Phải từ nơi mỗi một ý niệm mà khởi sự chuyển biến Chúng ta hiện nay đầy dẫy những ưu tư lo nghĩ Đầy dẫy những phiền não Phân biệt đủ loại chấp trước dưới mắt Như vậy làm sao đem chuyển hóa thành các phẩm tính Thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ Quý vị vốn đã sẵn thành công rồi Bậc thượng căn nghe Pháp Đâu nhất thiết phải ngày ngày đều nghe kinh Trong lục tổ đàn kinh có Đại sư Vĩnh Gia Quyền Giác Tìm đến Hoàng Mai Tàu Khê Để cầu được Luân Tổ chỉ dạy Đối đáp chẳng mấy câu Đã đạt được thiền cơ Trong Đạo Phật nói đến việc khế hợp Ngay khi vừa nghe qua Đã thấu triệt đạt ngộ Đại sư khi ấy xin từ biệt quay về Lục tổ hỏi ngài Sao quay về nhanh thế Việc đã xong Không cần thiết phải lưu lại đó nữa Lục tổ lưu ngài lại một đêm Sáng hôm sau liền quay về sớm Vì thế ở Tàu Khê Ngài có danh xưng là Nhất Túc Giác Nghĩa là một đêm giác ngộ Ngài ở lại thêm một ngày Ấy là vì lục tổ có ý lưu giữ Dĩ như không lưu giữ Thì dù một ngày Ngài cũng không ở lại Thật khác với chúng ta đây Ngày ngày đều phải nghe kinh Năm này sang năm khác Mà mê bụi vẫn hoàng mê bụi cho nên nghe kinh phải nhận hiểu được, nhận hiểu, đức chuyển hóa được cảnh giới. Lúc tụng đọc kinh điển, tức là đang ở trong pháp hội, cho đến pháp hội cầu siêu, cúng thí cô hồn, những phật sự như thế. Các bậc tôn đức Dạy chúng ta phải tùy gian nhập quán Có như vậy mới thực sự cảm được sự thọ dụng Thế nào là theo văn kinh nhập vào quán niệm Đó là nói phải đương theo ý nghĩa kinh gian để quán niệm Nhập vào cảnh giới trong kinh Như khi tụng đọc kinh quan nghiêm Tụng đọc phẩm thập trụ mà có thể tùy theo văn kinh nhập dục quán niệm thì quý vị trở thành bồ tát thập trụ quý vị tụng đọc phẩm thập hạnh thì quý vị sẽ là bồ tát thập hạnh quý vị tụng đọc thập địa thì quý vị sẽ là bồ tát thập địa như tùy theo văn kinh nhập nhập cảnh giới như thế Tụng niệm vừa sâu một bộ kinh Hoa Nghiêm Thì tự mình thành Phật Chắc chắn đúng thật như thế Mỗi ngày đều tụng niệm Đều nhập vào cảnh giới trong kinh Hẳn quý vị sẽ hỏi như vậy Liệu còn có thể thối chuyển hay chăng? Có, mà thối chuyển rất nhanh nữa Vì sao? Vì phiền não tập khí xấu ác Hết sức nặng nề Lúc nào nhìn ra quanh mình Cũng thấy đầy những cám dỗ Năm món dục, sáu trần cảnh Nên tâm lại sao động, lại sinh phiền não Rốt cùng phải thối chuyển nhưng hôm sau lại trụng niệm lại dập vào cảnh giới trong kinh cứ như thế mà tiến rồi lùi lùi rồi tiến cho đến khi nào không còn thối chuyển nữa thì đó là quý vị đã thành công thì gọi là chứng quả trong đó lại phân ra có vị bất thối hành bất thối điệp bất thối căn bản thấp nhất là vị bất thối Đạt đến vị bất thối Tức là không bao giờ còn quay trở lại xa đọa Vào địa vị phạm phu Hẳn quý vị sẽ hỏi Lúc ấy còn phiền não hay không Những kiến chấp sai lầm không còn nữa Kiến chấp sai lầm chúng ta ngày nay Gọi là những hiểu biết tri thức sai lầm Những điều ấy không còn nữa khi ấy thì những niệm tưởng sai lầm tuy vẫn còn những kiến chấp tri thức sai lầm không còn nữa những gì là niệm tưởng sai lầm đó là những ý niệm tham lam sân hận si mê và kiêu mạng những ý niệm ấy cũng vẫn còn những ý niệm ấy vốn là tập khí quân tập từ vô số kiếp đến nay vẫn chưa dứt trừ được một khi có được sự thấy biết truy kiến đúng thật Đó là đã chứng được sơ quả của tiểu thừa Cũng là chứng được địa vị không còn thối chuyển Là quả tu đạo hoàng của tiểu thừa Phiền não tuy vẫn còn Nhưng liệu có tác dụng hay không? Xin thưa với quý vị là không có tác dụng Vì sao phiền não khi ấy không khởi sinh tác dụng? Vì hành giả có công phu tu định Có trí tuệ định lực có khả năng khống chế kiểm soát được phiền não Không để cho phiền não phát tác Hành giả thật sự có được năng lực đó Cho nên Từ sơ quả trở lên Cho đến chưa chứng đắc tứ quả A-la-hán Vẫn còn có những ý niệm tham sân si mạng hết sức di tế nhưng chắc chắn không có những sự tướng hành vi biểu lộ của tham sân si mạc cho dù có khởi sinh những tập khí của tham sân si mạng như tuyệt đối không có sự biểu lộ thành sự việc đó là vì định lực khí tuệ của hành giả có đủ khả năng khống chế hẳn một đường tiến tới phá trừ một tầng vô binh là chứng được một phần pháp thật Tập khí không còn Tất cả đều chuyển hóa Khi ấy là một sự chuyển biến lớn lao Chuyển phiền não thành bộ đề Chuyển sinh tử thành niết bạc Đương nhiên cũng sẽ chuyển thân nghiệp báo phạm phu này Thành như trong Kinh Vô Lượng Thọ có giảng Là thân kim cang bất hoại Thân vô lượng tướng hảo Chuyển cảnh giới nhơ nhớp quế trượt này thành tinh độ Đó chính là một sự chuyển biến cực kỳ lớn lao Chuyển biến ấy là tại nơi tâm Một khi trong tâm đã chuyển biến Thì cảnh giới bên ngoài cũng đều chuyển biến theo Vậy như chúng ta đây Liệu có được năng lực tu tập chuyển biến như thế hay không? Dư trên đã từng khẳng định có lẽ nào có bất kỳ người nào không có được năng lực tu tập ấy vì tại sao không có sự chuyển biến điều tại vì trong tâm không có sự chuyển biến nên dù nó muốn chuyển biến cũng không hề chuyển biến được gì chẳng những không có mà con sợ rằng càng chuyển biến thì càng xa đọa. Vì sao? Chúng ta hết sức mong muốn chuyển biến Mong muốn được thành Bồ Tát Được thành Phật Hết sức mong muốn được giảng sinh về thế giới cực lạc Nhưng chính sự hết sức mong muốn đó của chúng ta chung quy chỉ là ý niệm tà dại Chỉ là sai lầm Trong tâm thanh tịnh Lẽ nào lại còn có cái ý niệm hết sức mong muốn Nếu tâm đã không thanh tịnh Quý vị làm sao Phải như thế nào mới được thành tựu Không có ý niệm mong muốn Ấy là được thành tựu Nhưng chỉ nghe tôi nói Chỉ bám chấp vào câu Không có ý niệm là thành tựu Thì làm sao có thể thành tựu Giống như có chỗ được thành tựu Rốt lại cũng chỉ là pháp ngoại đạo mà thôi quý vị đều đã biết việc thuyết giảng giáo pháp khó khăn như thế nào nhưng chỉ sợ nhất là người nghe lại khởi sinh nhận hiểu sai lầm trong phật pháp nói không có ý niệm là chỉ cho những ý niệm tà dại những điểm tưởng sai lầm nhưng vẫn có chánh niệm trong tông môn thường nói vô niệm di tông Nghĩa là lấy sự vô niệm làm tông chỉ Nếu lấy sự vô niệm chân chánh ấy Biến thành pháp định vô tưởng Giữ tâm trống rộng Đó là hoàn toàn sai lầm Vô niệm ở đây là không có những ý niệm tà dại Những ý niệm xấu ác Nhưng vẫn có chánh niệm Cũng một câu này Tiền nhân từng giảng giải Đạt đến mức đơn giản Khiến người nghe qua liền hiểu rõ ràng Hiện tại thì giảng giải ngày thêm phức tạp Khiến người nghe thường bám chấp vào tên gọi lời nói Khởi sinh những kiến giải sai lầm mê muội. Bồ Tát Bả Minh Trong khởi tính luận có dạy Những nguyên tắc nghe giảng pháp hết sức đúng đắn Cao Minh Ngài dạy khi nghe giảng kinh phải lìa tướng ngôn thuyết Nghĩa là không được dướng mắt Bám chấp vào ngôn từ của người giảng kinh Không chấp trước Phải lìa tướng danh từ khi nghe kinh Nghĩa là phải không dướng mắt Bám chấp vào những danh xưng Tên gọi mà người giảng kinh sử dụng Không dướng chấp những điều đó Cuối cùng là phải lìa tướng tâm duyên khi nghe kinh Nghĩa là căn bản không được dựa vào suy diễn định kiến của mình Mà loại bỏ những tư tưởng ý tứ trong lời giảng Để bỏ nhận thức chủ quan của mình Đó là lìa tướng tâm duyên Như thế ác được khai ngộ Ngày nay nghe kinh mà không được khai ngộ Đều do bám chấp hình tướng Bám chấp vào Danh xưng tên gọi vào nhận thức chủ quan của mình Chúng ta thất bại đều là do ở chỗ này Lìa khỏi hình tướng mới thấy được thể tánh Bám chấp dướng mắt nơi hình tướng thì không thể thấy tánh Cho nên cần phải hiểu hết thầy các pháp đều là không cùng tận không chỉ riêng của trí tuệ là không cùng tận mà tất cả đều không cùng tận là những pháp nào các pháp đều do nơi tự tánh biến hiện ra cái năng biến là tự tánh vốn đã không cùng tận nên đối tượng biến hiện là các pháp cũng là không cùng tận Nói về danh hiệu quan kế Ánh sáng ở nơi ấy là không cùng tận Nên dùng quan là ánh sáng để biểu trình Kế là hàm ý biểu thị sự cao tột rõ ràng Ý muốn nói đức hạnh của vị này sáng tỏ rõ ràng Sáng suốt hiển lộ Đó là những phẩm tính mà sáu căn của chúng ta có thể dễ dàng nhận biết có thể dễ dàng tiếp cận được Bây giờ nói đến danh hiệu vị thứ trong sáu trong Là chủng chủng nhiệm nhãn chủ quả thần Chủng chủng chủ nghĩa là rất nhiều Ý muốn nói là không đo lường được không thể đo lường, không cùng tận. Diệm nhãn. Diệm nghĩa là quang minh sáng tỏ hay ngọn lửa quang minh. Hai chữ diệm nhãn này là muốn nói đến ngũ nhãn viên minh trong giáo pháp Đại Thừa. Bởi viên minh cũng có hàm ý như diệm nhãn Kinh qua nghiêm dạy Phật có 10 loại mắt Trên văn về sau Cũng có giảng rõ Vì này biểu trưng cho giáo pháp sáng tỏ phải dùng đến trí tuệ Đủ loại nhãn tuệ Để quan sát mọi sự trang nghiêm chân chánh Thì mới không rơi vào nhầm lẫn sai lệch Chư Phật Bồ Tát đều có năng lực quán sát ấy còn chúng ta thì không có năng lực quán sát ấy cho nên chúng ta thường nhìn nhận sai lầm nhìn người nhìn sự việc nhìn dạng vật cũng sai lầm nên trong sinh hoạt thường ngày chúng ta vẫn thường nhầm lẫn sai lệch Cho nên đọc tụng Đến đức hiệu cao quý của Bồ Tát Thì chúng ta phải thấy Từ sâu trong lòng mình Khởi lên sự xấu hổ tạm quý Nhất định phải nỗ lực tu học Như lai có năm loại mắt Kinh quan nghiêm giảng 10 loại mắt Làm thế nào để thành tựu căn bản vẫn là trí tuệ vì thế nên tôn hiệu dùng chữ diệm nhãn trí tuệ từ đâu khởi sinh chính thiền định mà sinh khởi tình độ tông thường giảng về tâm thanh tịnh rằng tâm thanh tịnh ác cõi phật thanh tịnh tâm thanh tịnh cũng chính là thiền định tâm thanh tịnh là năng lực sinh khởi mà vô lượng trí tuệ là đối tượng được sinh khởi tâm thanh tịnh từ đâu mà có sự trì giới mà có cho nên căn bản tu tập nói chung đều không ra ngoài tam học tức là giới định và tuệ thế nào gọi là trì giới giới luật tức là những điều chư phật bồ tát dạy dỗ khuyên đăng chúng ta dạy dỗ ngăn ngừa chúng ta Trong mọi kinh luận Có những lập luận, phương pháp, cảnh giác, chăn ngừa Tất cả đều gọi chung là giới Chúng ta nên thường tụng đọc Để nhận hiểu rõ ràng Nên đi theo đó và thực hành Như vậy gọi là trì giới Nhưng kinh điển thì quá nhiều Mà đời sống chúng ta Thật ngắn ngủi, Hữu hạn Làm sao có thể học cho hết Điều đó cũng không sao cả Thọ trì bất kỳ một bộ kinh luận nào đó cũng được rồi Vì Phật Pháp là nhiên dung Đi Phật Pháp là hổ tương quán thông Cho nên mỗi một kinh đều có ý nghĩa tương thông với hết thảy các kinh Chúng ta cùng nhau tu học nơi này Đối với việc thì giới phải hết sức xem trọng Không được sơ xài sao nhãn đó chính là pháp căn bản tu học của chúng ta khi áp dụng sinh hoạt hàng ngày cần phải giãn lược Nếu quả thật có những khoản quá chi li dụng vặt điều này một nọ quá nhiều chúng ta không thể nhớ hết không thể nhớ hết nên do nơi hình thức văn cứu rườm rà mà không đạt được lợi ích càng đơn giản sẽ càng tốt hơn trước khi lập tình tông học hội chúng tôi chỉ đề ra có năm khoa một thôi thật giản dị dễ nhớ mọi người phải hết sức tuân thủ trong năm khoa mục thì mục đầu tiên là tam phước 13 theo trong kinh vô lượng thọ phật có dạy ba điều mười một câu điều thứ nhất gồm bốn câu là hiếu dưỡng với cha mẹ phụng sự bậc sư trưởng giữ tâm từ không giết hại và tu tập mười nghiệp lành chúng tôi đều ghi nhớ nhớ rồi phải làm theo Cởi tâm động niệm lời nói việc làm đều không dám trái lời phật dạy Điều thứ hai gồm ba câu Họ trì tam quy Đầy đủ các giới Không phạm các hoài nghi Điều thứ ba gồm bốn câu Phát tâm bồ đề Tin sâu nhân quả Tụng đọc kinh điển đại thừa Khuyến khích người tu tập Rất dễ nhớ Dù bất cứ lúc nào ở đâu Dù khi hành xử đối nhân tiếp vật Khởi tâm động niệm Không vi phạm giả Như thế gọi là trì giới Khoa mục thứ hai Là sáu hòa kính Mọi sinh hoạt về mặt xã hội Nhất định không bao giờ tách biệt với cộng đồng con người là loài sinh vật có tổ chức xã hội không có cách nào rời khỏi cộng đồng xã hội mà tự mình sinh hoạt tồn tại không thể được khi sống chung cùng đại chúng đức phật có dạy một số giới điều nhất thiết phải tuân theo thứ nhất là kiến hòa đồng giải là thiết yếu để xây dựng một nhận thức chung có sự tương đồng gần gũi về cách suy nghĩ cách nhìn nhận sự việc nên mới có thể cùng nhau chung sống như quả thật giữa ta và người khác có kiến giải không tương đồng thì không thể cùng nhau chung sống Lẽ đương nhiên là như thế Phật giáo ở Trung Quốc Vì sao phân chia thành 10 tông phái Nói chung đều là do khuynh hướng chẳng tương đồng Những người ưa thích tham thiền Nhất định lập thành một tông phái riêng Đã lập một tông phái riêng rồi thì người trong một tông phái Ác phải có tư tưởng kiến giải tương đồng Những người ưa thích pháp niệm Phật Có tư tưởng kiến giải tương đồng Ác phải cùng đến niệm Phật được Những người ưa chuộng sự nghiên cứu giáo điển Ác phải có đạo trường để nghiên cứu giáo điển Trung Quốc vào thời xưa phân chia các đạo trường tự diện Nói theo hiện đại Thì đó là các trường học chuyên khoa vậy Thí dụ như vào thời tùy đường Nếu như ta muốn học tư tưởng quan nghiêm Vậy phải học quan nghiêm ở đâu Phải đến ngũ đại sơn Ngũ đại sơn là thuộc quan nghiêm tông Muốn học tư tưởng ấy Phải tìm đến nơi ấy Nếu muốn học tư tưởng pháp Hoa Thì phải đến chiếc giang Tại núi thiên thai nếu muốn học Pháp tướng duy thức Thì phải đến chùa Từ Ân ở Trường An Nếu muốn học về giới luật Thì phải đến núi Trung Nam Những nơi như thế đều giống như các đại học chuyên khoa Không có sự lẫn lộn, không rối loạn cho nên người tu học phải chọn cho mình một pháp môn để đi vào vì sao vậy? Có như vậy mới dễ đạt được định, mới dễ được khai ngộ. Quý vị phải ghi nhớ kỹ nguyên tắc này. Nếu học nhiều môn học lẫn lộn, thì tâm quý vị sẽ rối loạn. Quý vị sẽ không thể đạt được định, nên chắc chắn sẽ không thành tựu. sở dĩ phật dạy vô lượng pháp môn là vì muốn cứu độ vô lượng chúng sinh có căn tánh chẳng giống nhau không phải muốn cho quý vị phải theo học tất cả làm sao có chuyện vô lý như thế cũng tương tự như ở bậc đại học người ta mở ra rất nhiều học viện hàng mấy chục phân khoa hàng mấy trăm chương trình khác nhau có buộc chúng ta phải theo học tất cả nhưng muốn theo học tất cả Đến 400 năm cũng chẳng xong Có lý nào là như vậy Quý vị theo học một phân khoa thôi Học xong khoa ấy Thì có thể đạt được học vị Không buộc quý vị phải theo học tất cả Cũng tương tự như vậy Kinh luận tuy có rất nhiều nhưng phật không buộc chúng ta phải học tất cả, chỉ cần chọn lấy một pháp môn tu, như vậy là có thể thành tựu. Lại nói về việc chọn tu học một pháp môn nào đó, ví dụ chúng tôi chọn tu học theo kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ tại trung quốc hiện nay có đến 9 bản kinh khác nhau chúng tôi rất hài lòng với bản hội tập của lão cư sĩ hạ liên cư Vậy những ai cũng tán thành với bản hội tập này ắt à, có thể cùng chúng tôi tu học Dĩ như có người khác không tán thành với bản kinh này Lại chọn dùng bản kinh của Khang Tăng Khải Như người ấy sẽ tìm đến nơi khác tu học Như vậy cũng tốt cũng vẫn có thể được thành tựu Như thế gọi là kiến hòa đồng giải Cho đến như việc học kinh A-di-đà Nói chung thì mọi người đều học kinh A-di-đà Có người thích bản chú giải của Đại sư Ngẫu Ích Người chuộng bản xế sao của Đại sư Liên Trì Những người như thế không cùng nhau bàn luận Ác sẽ phân chia thành hai đạo tràng Nói chung vẫn là kinh A-di-đà Nhưng phần chú giải để y cứ lại không tương đồng Bậc thầy chọn theo cũng khác biệt người học yếu giải thì học theo đại sư ngẫu ích người học sớ sao thì học theo đại sư liên trì tất nhiên phải phân chia thành hai đạo tràng cho nên thấy rằng việc đạt được kiến hòa đồng giải là vô cùng quan trọng đây là nền tảng sáu pháp hòa kính phải xây dựng được một nhận thức chung Thì đạo trường ấy mới được hưng dựng Mới thành tựu được cho đại chúng Nói thành tựu đó Tức là chắc chắn đạt được giới định tuệ Đạo trường niệm Phật Thì quyết định được giảng sinh Được đi gì bất thối cho đến thành Phật Như thế gọi là thành tựu Thứ hai là giới hòa đồng tu Ở đây không nói đến giới theo nghĩa rộng Mà là theo nghĩa hẹp Tức là việc tuân thủ theo các nội quy Quy định của đoàn thể Mỗi một tập thể sống chung phải có nội quy, khuôn phép nội quy ấy nhất định phải dựa theo những điều thiết yếu trong sinh hoạt thực tế mà chế định ra có thể tùy theo từng thời điểm mà sửa đổi cho thích hợp một cộng đồng đều có nội quy phải tuân theo như thế gọi là giới hòa đồng tu thứ ba là thân hòa đồng trú khẩu hòa vô tranh và ý hòa đồng duyệt những điều này đều đã nói trong sinh hoạt thực tế phải sống chung hòa mục hỗ trợ hợp tác cùng nhau thực sự chọn làm theo được sáu pháp hòa kính này cũng không phải dễ dàng điều cuối cùng trong sáu pháp hòa kính là lợi hòa đồng quân đó là lời phật dạy chúng ta khi sống chung trong đại chúng phải tuân thủ theo sáu nguyên tắc hòa kính này về việc sống chung một nơi đại đức tổ sư xưa nay có đề xướng lập dân thủy đường Nay gọi là nhà nghỉ tập thể Được tổ chức dựa theo hình thức như trong quân đội Đại chúng đến giờ ngủ nghỉ ban đêm Đều phải cùng ngủ nghỉ một nơi Đều tuân theo quy củ nghiêm ngặt Cùng ngủ một nơi là để giúp nhau giám sát qua lại Mỗi người đều không thể không tuân theo quy củ Không nên để cho mỗi người ngủ nghỉ riêng một phòng Mỗi người ngủ nghỉ riêng một phòng Đóng cửa lại thì không ai biết được Khiến người ấy có thể dễ dàng sinh ra phóng vật buông thả, lười nhát Hai đôi cách khác người ấy sẽ thối chuyển vì thế nên theo cách tổ chức của quân đội Khoảng 10, 20 người cùng ngủ nghỉ chung trong một phòng Cùng giám sát nhau, khuyến khích lẫn nhau Mỗi người đều nương dựa vào đại chúng Không để cho tự thân mình trở nên lười nhát giải đãi xa đọa. Điều này là hết sức quan trọng Nếu như lại cho rằng người đời nay Có điều kiện vật chất dồi dào Đầy đủ hơn người xưa Nên mỗi người đều phải có một am thức riêng Có phòng ngủ riêng Thì bất luận quý vị có tu tập như thế nào Cũng nhất định không thể thoát ra khỏi sáu đường luân hồi Điều đó là hoàn toàn đúng thật Không hề sai dối Cứ lấy một người mà suy ra Một khi cứ phòng đóng kín lại liền lập tức thay đổi khác đi Xét một người mà nói Điều dễ dàng tu tập thành tựu chăng Nhưng có người lại hỏi rằng Tuy tôi đóng cửa phòng riêng Nhưng vẫn luôn nghiêm chỉnh Giữ theo quy củ thì sao Cứ cho là bản thân mình có thể nghiêm chỉnh Giữ gìn theo quy củ Nhưng làm sao có thể nói Người khác cũng có thể giữ gìn như vậy Làm sao biết họ có thể làm những điều gì Phật tổ chế định quy củ cho chúng ta Điều gì lợi ích Điều gì giúp thành tựu cho chúng ta Tuyệt nhiên không phải muốn gây thêm phiền toái cho ta Phải hiểu rõ điều đó Cần phải cảm niệm ân đức của Phật tổ Không xem đó là chuyện gây thêm phiền toái Qua mục thứ ba là tam học Tức là giới định tuệ Ba môn học Qua mục thứ tư là sáu ba la mật Tức là các tiêu chí của hạnh Bồ Tát qua mục thứ năm là mười nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền Chính là chỗ tu tập lên cao của hạng Bồ Tát Chúng tôi chỉ giữ theo năm khoa mục ấy Rất dễ nhớ Chỉ cần nói một lần thì ai ai cũng có thể ghi nhớ được Mong rằng có thể ở mọi lúc, mọi nơi Trong lúc đối nhân tiếp vật ứng xử ở đời Khởi tâm động niệm Đều giữ cho phù hợp với năm khoa mục đã nói trên Như thế gọi là kỳ giới Kỳ giới đã được lâu ngày Thì tự nhiên rồi quý vị sẽ được định Bắt đầu tu học Dù có dùng cách này hay cách khác để kiềm chế Kiểm soát bản thân cũng đều cảm thấy không dễ dàng thoải mái do đâu đó là quý vị đã quen phóng vật buông thả tùy tiện bây giờ nhất thời kiềm chế ức thú quý vị không được làm điều này không được làm điều nọ thì quý vị cảm thấy thật không thoải mái đây là một cửa ải phải vượt qua mới có thể đạt được sự an định nếu không thể vượt qua cửa ải đó thì tâm thanh tịnh của quý vị không thể nào hiển lộ Nói cách khác Là phiền não của quý vị không được điều phục Cho nên vẫn còn phiền não tạp niệm Vẫn còn vọng tưởng Phân biệt chấp trước Nói khác đi Cho dù có niệm Phật Nhưng không thể được giảng sanh Không nắm chắc được sự thành tựu Tình trạng như thế càng nghĩ đến càng thấy đáng sợ Vì chuyện giảng sanh không thể nắm chắc Thì phải y theo lối cũ Mà luân chuyển trong sáu đường luân hồi Sáu đường luân hồi chúng ta không hiểu biết Mơ mơ hồ hồ Từ nay về sau đã có sự hiểu biết Phải thấy sáu đường luân hồi là đáng sợ Không để cho tiếp tục cô lăng nữa Nên nghĩ đến việc trong đời này Phải thực sự thoát đi ra khỏi sáu đường luân hồi Quý vị không thực sự đủ năng lực Thì không ra khỏi được Cho nên phải gắng sức tu hành chân chánh Cho nên chúng tôi mới đem cương lĩnh tu tập ấy Viết ra thành nguyên tắc tu hành Của những người đồng học trong tịnh tông học hội Bản văn ấy được in ra rất nhiều Dạng sách nhỏ mang theo rất thuận tiện Các vị đồng học trong ban bồi quấn của chúng tôi thật từ bi Đã trích trong kinh vô lượng thọ Soạn thành 60 điều Lại theo nội dung trong kinh Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Lạc Soạn ra thành 60 điều In chung thành một bản Chúng tôi căn cứ nội dung tập sách nhỏ ấy Và làm theo Như vậy cũng là chân chánh trì giới Quyển sách nhỏ ấy là bản in thực hành mọi hành vi sinh hoạt thường ngày của chúng tôi đều phải phù hợp theo những tiêu chuẩn trong đó. có ừ. như vậy thì việc niệm phật cầu xin tịnh đồ nắm chắc kết quả. chúng ta con đường tu tập một đời của chúng tôi Mới thực sự sáng suốt trở ràng Tâm đã thanh tịnh rồi Thì khởi sinh tác dụng Đó là trí tuệ Khi ấy quý vị Đối với mười pháp giới Được y chánh trang nghiêm đối với mọi sự mọi vật đều có thể nhận biết được sáng suốt một cách rõ ràng minh bạch mà không hề sai lệch như thế là chủng chủng diệm nhãn tại cảnh giới ấy chư thần đều là các vị pháp thân đại sĩ đều là chư phật như lai vì từ bi phương tiện hiện thân thuyết pháp vì thế nên cảnh giới của các vị này thật cao quý Video thứ bảy là thập phương cung điện như tu di sơn chủ quả thần trong danh hiệu này có tám chữ thập phương cung điện chúng ta nhìn qua mấy chữ này cũng có công năng tác dụng như đã giảng trên Nhưng không phải về mặt lý tánh Mà là về mặt sự tướng Đã nói mười phương Tất nhiên bao hàm cả ba đời Những ý nghĩa này luôn đi cùng nhau Không thể chia tách Cho nên nói ba đời Ác trong đó cũng hàm ý mười phương Mà nói mười phương thì cũng bao hàm cả ba đời Cung điện như Tu Di Sơn Nói như núi Tu Di Đó là dùng tỷ dụ Núi Tu Di là một ngọn núi cao nhất Là ngọn núi lớn nhất Nói cung điện giống như núi Tu Di Thì chúng ta hình dung ra được về vị chủ quả thần này rồi Quả đức của vị này phải rất lớn, rất nhiều Phước báo của vị này cũng phải rất lớn, rất nhiều Nên mới cư ngụ trong cung điện cao lớn giống như núi Tu Di Điều quan trọng nhất phải nhận ra được ý nghĩa biểu trưng trong danh hiệu đó Nói cung điện là biểu trưng cho tâm từ bi Cho sự hộ niệm chúng sinh ý nghĩa thực sự trong danh hiệu này chính là hiển thị tâm đại từ đại bi đối với chúng sinh ba đời trong mười phương đều đem tâm đại từ đại bi mà bố thí cho quý vị sẽ thắc mắc rằng Chúng ta hiện nay khổ nạn quá nhiều Nhưng chư Phật Bồ Tát Dường như không hề có lòng từ bi bảo hộ Nhớ nghĩ đến chúng ta Không hề có lòng từ bi Giúp đỡ bảo bọc chúng ta Cứ để cho chúng ta Phải gặp quá nhiều khổ nạn Sự thật ấy chúng ta thật rất khó mà nhận hiểu được chư phật bồ tát quả thật luôn đem lòng từ bi bố thí luôn mang đến cho chúng sinh sự an ổn không sợ sệt chư phật bồ tát ứng hóa hiện thân chính là đại từ đại bi câu ứng hóa hiện thân cũng là đại từ đại bi lòng từ bi của chư vị quả thật là bao trùm khắp cả mười phương ba đời vì sao nói phật bồ tát dù hiện thân hay không hiện thân cũng đều biểu lộ lòng từ bi chư phật bồ tát đều ứng hiện quá thân đó là do cảm ứng mà quá hiện đến chúng sinh có tâm thành cảm động thì chư vị lập tức ứng hiện có cảm có ứng khi ấy các ngài có hiện đến Ác có thể thành tựu cho hết thảy chúng sinh Nếu chúng sinh không có tâm thành cảm động Các ngài không ứng hiện đến Nếu có quá hiện đến Chẳng những chúng sinh không đạt được sự lợi ích Mà còn do đó mà tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp Vì sao vậy? Vì khi ấy chúng sinh không nhận biết được chư Phật Bồ Tát Nên sinh ra phỉ bán Phật, phỉ bán Pháp vì bán tăng già Như vậy chẳng phải là làm cho chúng sinh Càng nặng thêm tội nghiệp đó sao Vì thế mà các ngài không quá hiện đến Đó là do lòng đại từ đại bi Đã cho những chúng sinh kia không tạo thêm tội nghiệp Ý nghĩa là như thế Chúng ta phải tỉnh tầm sáng suốt mà quan sát suy ngẫm thật sâu xa để nhận hiểu thì mới biết được lòng từ bi của các ngài các ngài luôn hành xử theo chân lý thể tánh không phải theo cảm xúc tình trận không hành xử theo tình cảm trần tục vì các ngài đều đã đạt trí tuệ viên mãn thật ra cho dù chư phật bồ tát không quá hiện thân phật bồ tát xuất hiện lên thế gian các ngài cũng vẫn dùng đủ các hình tướng khác nhau để hiện thân chẳng hạn như hiện thân trời người quỷ thần cho đến hiện thân các loài động vật thực vật rốt cùng các ngài vẫn không bao giờ bỏ rơi chúng sinh vẫn luôn quá thân thị hiền khắp quanh ta chỉ vì chúng ta phàm phu mắt thịt không nhận biết được sự tướng như thế lý lệ như thế quá rõ ràng không cần phải nói những việc như thế từ xưa nay Sách giới điện tích ghi chép rất nhiều Chỉ cần lưu tâm đến việc nhận hiểu tụng độc, Rồi suy ngẫm kỹ mà quan sát tinh tế quanh ta Dù không nhận biết được Ác cũng có sự cảm nhận Đích thật là chư Phật Bồ Tát không hề lìa bỏ chúng ta Đó chính là ý nghĩa của danh hiệu Thập phương cung điện như Tu Di Sơn Chủ Quả Thần Danh hiệu của vị thứ tám là Quy quang tự tài chủ quả thần Nói quy nghĩa là quy đích Nói quang là ý quang minh soi chiếu sáng suốt Y đức và quang minh Có sự thọ dụng của tự mình của người khác Dù là tự mình thọ dụng Hay người khác thọ dụng Cũng đều được ung dung tự tại Nếu như phân tích hai từ này Thì quy đức là thuộc về phương tiện khéo léo, thiện xảo Còn quang minh là trí tuệ sáng suốt soi chiếu Trong đó bao gồm cả thật trí, quyền trí Căn bản trí, hậu đắc trí, trọn vẹn đầy đủ Do đó Mà tự mình hay giúp người khác thọ dụng Cũng đều được tự tại không ngăn ngại Vậy chúng ta nên học tập theo như thế nào? Đức hiệu của vị Bồ Tát này Có vận dụng vào thực tế sinh hoạt đời sống của chúng ta hay không? Quy không có nghĩa là quy phong lẩm lẩm là khiến cho người khác phải sợ sệt mình không phải là những ý nghĩa ấy quy là khiến cho người khác phải cung kính ngưỡng mộ tức là quy đức khiến cho người khác kính ngưỡng nhất định phải có đức hạnh đức hạnh như thế phải được đại đa số người đời thừa nhận thì mới khiến cho đại chúng cung kính ngưỡng mộ cổ nhân nói rằng có tâm thần bên trong thì mới thể hiện ra hình tướng bên ngoài nền tảng của quy đức chính là sự chân thành những lời dạy của đức phật chính là nền giáo dục của bậc đại thánh Bậc Thánh Hiền dựng nền giáo dục của thế gian Ở Trung Quốc Trong hơn 2000 năm qua Đa số mọi người đều khẳng định Chính là khổng tử Mạnh tử Đa số mọi người đều khẳng định rằng Khổng mạnh đích thực là Bậc Thánh Hiền ở thế gian Các vị không có lòng riêng tư chỉ một già chân thành Dạy dỗ chúng sinh Nội dung giáo dục Là giúp cho mọi người rõ biết về chân tướng vũ trụ nhân sinh Còn mục đích của sự giáo dục ấy Là giúp cho mọi người đều biết Cách ứng xử giữa người với người Như thế nào là mục đích của giáo dục Con người phải ứng xử như thế nào Với dạng vật Với trời đất quỷ thần Mục đích của giáo dục chính là ở đó người với người có thể ứng xử tốt với nhau quan hệ giao tiếp mới được tốt đẹp bất luận là trong sinh hoạt thường ngày hay trong công việc sự nghiệp đều được thuận lợi xuôi buồm thuận gió quý vị sẽ luôn được rất nhiều người giúp đỡ hỗ trợ giúp đỡ người khác thì người khác cũng sẵn lòng giúp đỡ quý vị quan hệ giữa con người với nhau là hết sức quan trọng sau đó giữa con người với thế giới tự nhiên quý vị hãy thử xem tình trạng của chúng ta hiện nay thật đáng sợ đối với sự giáo dục của các bậc thánh hiền xưa thì ngày nay đều làm ngược lại cho nên xã hội đại loạn rối loạn là do quan hệ giao tiếp của con người suy đồi Mỗi người chỉ biết mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân mình Phá hoại lợi ích của người khác Vậy thì làm sao đạt được Cho đến tất cả những người cầm quyền trị nước Cũng đều theo quan niệm như thế Chỉ biết quan tâm đến lợi ích của đất nước mình không quan tâm đến lợi ích của những nước khác như vậy thế giới làm sao có thể hòa bình làm sao có thể ổn định quả thật không thể được chúng ta phải biết quan tâm đến lợi ích của bản thân đồng thời với lợi ích của người khác quan tâm đến lợi ích của đất nước mình đồng thời với lợi ích của bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới chúng ta phải cùng nhau phát triển cùng nhau đạt đến sự phồn vinh phải hỗ trợ hợp tác với nhau thì thế giới mới có thể hòa bình xã hội mới có thể ổn định mới có thể phồn vinh thịnh vượng Nếu chỉ được riêng bản thân mình Mà không có người khác Hậu quả thì không dám nghĩ đến Chúng ta ngày nay Không biết cách quan hệ giao tiếp cho tốt đẹp Nên tạo ra rất nhiều sự bất đồng Sản sinh rất nhiều mâu thuẫn Quan hệ với thiên nhiên thì trái ngược nguyên tắc Làm quỷ hoại sự cân bằng sinh thái tự nhiên Điều là chỉ vì quan tâm đến lợi ích riêng của bản thân Không quan tâm đến sự cân bằng sinh thái tự nhiên Chúng ta quỷ hoại tất cả Quỷ hoại cả địa cầu này Làm sinh ra biết bao tai biến Mang đến bao nhiêu là quả hại Điều là do ta không biết noi theo tự nhiên mà hành xử Không có sự hiểu biết rõ ràng Chúng ta xem báo Thấy tin tức ở Trung Hoa Đã có sự phản tỉnh Nhận biết rằng Việc chặt phá cây cối quy mô lớn trên vùng thượng lưu trường giang với đạn lục hiện nay có quan hệ mật thiết cùng nhau cho nên mới đưa ra điều lệnh dù một cây cũng không cho phép chặt phá nữa điều đó có ý nghĩa gì đó là quan hệ giữa con người với cây cối đã không được tốt đẹp Hiện nay là giáo dục Công nghiên cứu kỹ về điều này Nói sâu xa hơn nữa Điều mà người hiện nay cho là mê tín Thật ra không mê tín chút nào Vì quả thật có trời đất quỷ thần Không hề sai dối Người xưa nói Trên đầu ba thứ có thần minh Có chỗ nào sai dối Chỉ khi quan hệ với con người Với quỷ thần được tốt đẹp Chúng ta mới có thể được hưởng những ngày thái bình an ổn thực sự Đó chính là mục đích của giáo dục Nếu như quý vị có thể thông đạt Có thể thấu hiểu rõ ràng Thì mới có thể tự biết mình phải làm thế nào Phật giáo dạy cho chúng ta một nguyên tắc Chính là một nguyên tắc quan trọng tối yếu phải biết quán chiếu chân thật Biết buông xả Thì khi ấy mới có thể đạt được Quy đức quang minh viên mạng Đức Phật Thích Ca Là người đã thực sự buông xả Cả đời Ngài Chỉ có ba thấm y với một bình bát Hoàn toàn buông xả Đối cách khác Ngoài những thứ căn bản tối cần thiết cho đời sống Thì dù một mảy may xa xỉ cũng không có Người như vậy là thực sự buông xả Lại đương nhiên chúng ta cũng không thể hoàn toàn Học làm theo như Đức Phật Thích Ca vì sao vậy chúng ta sinh ra vào thời đại khác hoàn cảnh sinh hoạt cũng khác biệt vào thời đại đức phật ngài sinh ra ở địa phương môi trường khí hậu hoàn cảnh tự nhiên như thế cho phép ngài có thể áp dụng nếp sinh hoạt như thế mỗi ngày đều mang bát đi cất thực chỉ ăn một lần trong ngày Khi hậu khi ấy thì chỉ ba tấm y là vừa đủ đêm về ngủ nghỉ thì dùng ba tấm y đó mà che đắp làm chỗ nằm ngồi Hiện nay người ta thường mang tọa cụ Đặt phía trước mặt khi lấy Phật Thật không phải vậy Không phải để dùng khi lấy Phật hoa cụ là để trải ra trên mặt đất Khi cần ngủ nghỉ Do đó mới gọi là hoa cụ Thật không phải để dùng vào việc lấy Phật Sinh, Sinh hoạt như vậy thật là đơn giản Chúng ta cần phải nhận hiểu rõ nguyên tắc Nguyên lý này Người tu hành Bất luận là tại gia hay xuất gia Nếu muốn đạt được sự giải thoát chân thật Thì phải giữ theo nếp sống đơn giản Nếp sống đơn giản nhất Chính là nếp sống khang kiện Tốt cho sức khỏe nhất Vì sao vậy? Đó là vì giữ được tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh thì thân được thanh tịnh thân tâm thanh tịnh thì môi trường cảnh giới quanh ta được thanh tịnh do đó chính là nếp sống khang kiện tốt nhất cho sức khỏe không ưu tư lo nghĩ không ràng buộc câu thúc như thế là đã buông xả được buông xả thì nhất định phải quán chiếu Thế nào gọi là quán chiếu chân thật Là Đối với dạng sự dạng vật Đều dân biết một cách đúng thật Rõ ràng minh bạch Như thế là trí tuệ Là phóng chiếu quang minh Đức Phật giảng kinh thuyết Pháp không hề có sự chuẩn bị từ trước có người đến thưa hỏi thì ngay khi thưa hỏi lập tức giải đáp giải đáp rồi Lúc đó cũng chẳng hề có sự ghi chép lưu lại Sau Phật nhập diệt rồi Các vị đệ tử mới mở hội kết tập kinh tạng Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Bông Niên Không có mang theo bản kinh sách nào trên tay Hoàn toàn không có Đức Phật cũng không hề dùng đến giấy bút Không hề có Trí tuệ của Ngài như biển lớn Không điều gì là không biết Không việc gì là không làm được Do đâu mà có Do quán chiếu như thật mà có Do buông xả mà có Khi quý vị chân chánh buông xả Chân chánh quán chiếu như thật Thì đức năng trí tuệ Sẵn có đầy đủ trong tư tấn của quý vị sẽ hiển bày Không có giới hạn Sử dụng diễn diễn không bao giờ hết Vậy có chỗ nào cần phải chuẩn bị Thật không có lý như vậy Hãy xem chúng ta ngày nay học tập kinh điển thật quá khổ sở Chẳng những Phật xưa nhìn thấy ác phải bật cười Mà các vị đệ tử Phật nếu như nhìn thấy hẳn cũng bật cười vào thời Đức Phật Những người học theo Nghe Phật giảng kinh Hoàn toàn không dùng giấy bút ghi chép Vậy sao cái gì ấy Chỉ một lần nghe Đều có thể ghi nhớ Hơn nữa Lại còn có thể nhớ mãi không quên Sau khi Đức Phật nhập diệt Kết tập kinh tạng các vị đều có thể mang những lời Phật từng thuyết dạy ra độc tụng lại đủ cả các vị ấy hoàn toàn không có ý muốn học thuộc lòng Nhưng đó là năng lực tự nhiên của tự tánh hiển lộ Các đệ tử thường đi theo là 1250 vị Quý vị đọc trong Kinh văn Thường biết Điều này đã quá quen thuộc Rằng các vị đệ tử ấy Đều là thuộc hàng tiểu thừa Nhưng Đức Phật cũng cho chúng ta biết rằng Các vị ấy thấy đều là chư Phật Bồ Tát Các bậc Pháp Thân Đại Sĩ Thị Hiện Chẳng phải thực sự là người thuộc hàng tiểu thừa Do đó trong kinh điển Đại Thừa Chúng ta từng thấy nói rằng Các vị đều là bậc Đại A-La-Hán Nói Đại A-la-hán Chữ Đại Đã nêu lên một cách rõ ràng Rằng các vị ấy chẳng phải hàng tiểu thừa Quả thật là Đại Thừa Đại Thừa A-la-hán là những gì nào? Bồ Tát ở địa vị Pháp Dân Địa Được xưng là Đại Thừa A-la-hán Tức là Bồ Tát ở địa vị thứ 10 trong thập địa vì danh xưng A-la-hán Có ý nghĩa là vô học Nghĩa là không còn gì phải học Cho nên các vị ấy đã hoàn tất mọi việc Sự tu học đã hoàn tất trọn vẹn Trong giáo pháp tiểu thừa Bậc tu chứng trọn vẹn Được xưng là A-la-hán Trong giáo pháp đại thừa Bậc tu chứng trọn vẹn Được xưng là Đại A-la-hán Tức là Bồ Tát Ở đề vị Pháp Dân Địa Do đó trong số 1250 vị đệ tử kia Những vị có quả vị thấp nhất Cũng đều phải là hàng Bồ Tát Thập Địa thị hiện đến cõi này Chứ vì cổ Phật Vì lòng từ bi thị hiện ở thế gian không ít Đức Thế Tôn không nói rõ Chỉ nói có chừng ấy gì thôi nhưng nói chung vẫn có thể biết rằng Các vị sẽ lệ phất một kiền liên đều là các vị cổ Phật thì hiện trở lại. Há phải người bình thường được sao? Các vị đều là thị hiện để hỗ trợ cho việc giáo hóa chúng sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi Đức Phật diệt độ, các vị ấy lo việc kết tập kinh tạng. Đem giáo pháp của Phật để lại mà lưu truyền cho đời sau những gì của các ngài chúng ta phải nhận hiểu thật minh bạch cương lĩnh tu tập của các vị ấy cũng vẫn là quán chiếu như thật buông xả chúng ta đến từ nơi ấy mà khởi sự công phu tu tập Phật Pháp gọi là nội học Nội thì không thể hướng ra bên ngoài Bên ngoài tìm cầu đó đây đều chẳng được Nên cần phải hướng vào bên trong tự tánh mà cầu Phật tử chân chánh Theo lời Phật dạy Phải tụng đọc kinh điển Đại Thừa Kinh điển Đại Thừa có cần phải đọc chăng? Cần phải đọc Phương pháp đọc như thế nào Phải lìa bỏ mọi vọng tưởng Phân biệt chấp trước Lìa tướng ngữ ngôn văn tự Lìa tướng danh sức tên gọi Lìa tướng tâm duyên Nên đọc tụng theo cách như thế Nay tôi thường đọc tụng kinh điển Có cần thiết phải ghi nhớ hay không Không cần ghi nhớ Có cần phải tư duy suy nghĩ hay không Không cần tư duy suy nghĩ Mỗi ngày đọc tùng Luôn không cần ghi nhớ Luôn không cần suy nghĩ Với hết lòng cung kính đọc tùng Như thế là tu hành Chỉ cần làm như thế là được Vì người khác Giảng pháp phải như thế nào phải tùy theo thần thái biểu hiện tùy theo ánh mắt của người mà giảng không có sự chuẩn bị nêu chuyện đó đây đều phải sinh động không phải cứng nhắc mỗi câu mỗi chữ đều có thể giảng sâu có thể giảng cạn có thể kéo dài có thể lượt ngắn Nếu cần phải lượt giảng Một bộ kinh hoa nghiêm có thể giảng xong trong vòng 3 tháng Rất nhanh Mỗi ngày giảng rất nhiều chương Nếu giảng kỹ Thì trong vòng vài giờ và đồng hồ Chỉ giảng được mấy câu Như vậy cũng chưa phải là thật kỹ Như thế là linh hoạt sống động Không phải cứng nhắc khô chết Chúng ta học giáo pháp khi có thể học một cách linh hoạt sống động thì mới thành tựu học cứng nhắc thì rất khó không thể thành tựu phải học một cách linh hoạt sống động học linh hoạt vận dụng linh hoạt như vậy quý vị mới đạt được sự tự do không ngăn ngại đó là ý nghĩa của tôn hiệu quy quan tự tại Bây giờ nói đến tôn hiệu của vị thứ chín Quang Minh phá ám chủ quả thần Tôn hiệu này hết sức rõ nghĩa Quang Minh chính là trí tuệ Ám là tí dụ cho phiền não vô minh Trí tuệ khai mở rồi Thì chuyển hóa phiền não thành bồ đề Đó là ý nghĩa quang minh phá ám Quả thần, quả tức là qua minh Lửa có thể soi chiếu phá trừ bóng tối Nên lấy ý đó và nói Cho nên chỉ có trí tuệ chân chánh Mới có khả năng phá trừ được vô minh Tên gọi vô minh không thật rõ nghĩa Chúng ta vẫn thường đọc, thường nghe, nhưng nó đến ý nghĩa thì mơ hồ lẫn lộn. Chung chung. Xin hỏi quý vị, ý nghĩa ấy có rõ ràng hay không? Mới nghe qua dường như là rõ, nhưng xem kỹ lại thì thật không rõ. Vậy biểu hiện của vô minh là gì? Nói cho dễ hiểu thì Những dòng tưởng phân biệt chấp trước đều là biểu hiện của vô minh. Là tướng hiển lộ của vô minh Quý vị khởi sinh những thứ ấy Ở nơi này nơi khác Quý vị quan sát thấy vô minh khởi sinh tác dụng Thấy tướng hiển lộ của vô minh Biết được sử dụng câu tu tập chân chánh Người thực sự tu tập Cần phải ngay sinh hoạt hàng ngày Nỗ lực để giảm thiểu những vọng tưởng phân biệt chấp trước Dùng phương pháp nào để giảm thiểu Liệu có người nào lại không hy vọng giảm thiểu Lại không hy vọng đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước như thế Nhưng không đoạn trừ được Càng nghĩ đến việc đoạn trừ thì chúng càng sinh khởi nhiều hơn Càng lúc không nghĩ đến việc đoạn trừ thì chúng dường như không có Mà càng nghĩ tưởng đến việc đoạn trừ thì chúng càng nhiều hơn Cho nên nhà Phật có đến 8 dạng 4 ngàn pháp môn Rốt lại là 8 dạng 4 ngàn loại Phương pháp khác nhau Cách thức khác nhau Đều là để đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước Chúng ta chọn trì danh niệm Phật Chúng ta dùng phương pháp này để đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước Trong tâm chúng ta thường luôn duyên theo chỉ một câu niệm Phật A-di-đà Dùng một câu niệm Phật A-di-đà đó Mà đập tan hết vọng tưởng phân biệt chấp trước Đó chính là nguyên lý của việc niệm Phật Niệm Phật muốn có kết quả Nhất thiết phải rõ ràng Quý vị đều đã biết rõ Niệm Phật có kết quả Tức là phá tan được hết những vọng niệm Phân biệt chấp trước của chính mình Dòng niệm phân biệt chấp trước đã không còn Tâm thanh tịnh của quý vị liền hiển lộ hiện tiền tự tánh sẵn đủ trí huệ bát nhã hiển lộ hiện tiền sau đó nếu quý vị đọc kinh tu học thậm chí trong sinh hoạt hàng ngày mọi sự hành xử đối nhân tiếp vật đều có được trí tuệ sáng suốt đúng như đại sư huệ năng từng nói thường sinh trí tuệ ngược với lời ấy chúng ta ngày nay từ sáng đến tối thường sinh phiền não cho nên ý nghĩa như thế cần phải thấu hiểu rõ ràng bây giờ đến tôn hiệu của vị cuối cùng lối âm điện quan chủ quá thần lôi âm là tiếng sấm là tỷ dụ cho việc thuyết pháp đó là nói theo nghĩa cạn nếu nói theo nghĩa sâu xa hơn Trong hết thảy âm thanh Không có âm nào là chẳng phải lôi âm Chỉ vì chưa thể đạt đến cảnh giới như thế Như trong Kinh Lăng Nghiêm Bồ Tát Quán Thế Âm Phản văn, văn văn tự tánh Tánh thành vô thượng đạo Dĩ căn đối với thanh trần Rốt lại không có gì là không thuyết pháp Hết thể âm thanh đều là thuyết pháp Hết thể sắc tướng cũng là thuyết pháp Ở nơi giảng pháp bình thường Các thuyết pháp như thế quả thật rất khó có thể hiểu nổi trên hội Hoa Nghiêm Những lời như thế Cũng có ít nhiều người thể hội được Trong Kinh quan Nghiêm Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Thuyết Pháp Trần Thuyết Sa Thuyết Vô Gián Thuyết Cho đến sáu trần đều thuyết Pháp Đó chính là đôi âm Điện Quang Điện Quang cũng là thuyết Pháp Vậy điện quan Quang thuyết với chúng ta pháp gì Đó là thuyết với chúng ta Tất cả các pháp đều không thể nắm bắt Khi Kim Cang có thuyết Như lộ diệt như điện Nghĩa là như xương xa điện chớp Đó là vì chúng ta giảng rõ sự thật Chân tướng là không thể nắm bắt Không chỉ là không thể nắm bắt được Còn là vô sở hữu Không có chủ thể Vì chúng ta mà giảng rõ điều này người thực sự nắm hiểu thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần bên ngoài không có gì là không khai mở sự giác ngộ chúng ta khai ngộ chỉ hết thảy được là phật pháp cho nên nói có một pháp nào lại không phải là phật pháp xin hỏi quý vị hiểu được hay không hiểu được các vị tổ sư thiền tông thường khi dò xét người học thì hỏi rằng Nhận hiểu được gì Quý vị nhận hiểu được hay không nhận hiểu Nếu nhận hiểu được rồi Thì đâu đâu cũng là đạo Bên trái bên phải đều là nguồn cội Há có một pháp nào lại không phải Phật pháp Nếu không nhận hiểu được Thì trọn bộ kinh đại phương quảng Phật Hoa Kim Cũng không phải Phật Pháp Tham thiền niệm Phật Cũng đều không phải là Phật Pháp vì sao vậy? Vì quý vị ngay trong những pháp ấy Mà xin phân biệt, xin chấp trước, xin phiền não Sao có thể gọi đó là Phật Pháp Phật Pháp là Pháp trong lành mát mẻ Là Pháp không ngăn ngại Quý vị ở trong những Pháp ấy Không đạt được sự trong lành mát mẻ Không đạt được tự tại không ngăn ngại Cho nên người nhận hiểu được rồi Thì có một Pháp nào không phải là Phật Pháp Người không nhận hiểu được thì dù nhìn thấy Đức Phật A Di Đà, Phật Tỳ Lô Giá Na hiện ra trước mắt họ cũng đều không phải là Phật pháp, là do ý nghĩa như thế. Đó là ý nghĩa biểu trưng của tôn hiệu đối âm điện quan Các vị Bồ Tát như vậy là bậc thượng thủ không thể kể hết Câu này có ý nghĩa tổng kết Muốn nói rằng số lượng các vị như thế là không thể suy lượng Cuối cùng là xưng tán đức độ của các vị Ý nghĩa trong sự xưng tán đức độ như thế rất sâu rộng Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ giảng đến đây thôi